Dì Tư, bác gái, người lái mô tô. Ba anh Duy, mẹ anh Duy. Khánh Bằng giết như vậy là sao? Vậy là đúng như những gì anh Đăng Duy nói, cái chết của Khánh Băng có điều gì đó không bình thường, chắc chắn có liên quan đến gia đình của anh Đăng Duy, cho nên anh ấy mới khẳng định Khánh Băng chết vì anh ấy. Ồ, hóa ra anh Đăng Duy đang điều tra vụ này. Dì Tư, bác gái, ba anh Duy, mẹ anh Duy, người lấy xe mô tô. Đây là... Tôi xé ra từ nhật ký của Khánh Băng. Tình cờ tôi xem được quyển nhật ký của Khánh Băng. Và nhớ lại những lời anh đã nói, tôi thấy trùng khớp. Rất có khả năng Khánh Băng đã phát hiện ra điều gì đó mà phải chết. Và không muốn ba mẹ tôi và Khánh Hà phải đau lòng, nên tôi quyết định giao trang nhật ký này lại cho anh. Tôi hy vọng trang nhật ký sẽ giúp anh tìm ra hung thủ. Khi nào mọi chuyện được sáng tỏ, ba mẹ và em gái tôi biết thông tin đó sẽ tốt hơn. Tôi cảm ơn cô. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm nha. Tôi mong là anh sẽ không phải làm tôi thất vọng. Khánh Băng, em đã nhìn thấy điều gì vậy? Chắc chắn liên quan tới bà ta, liên quan tới con trai của bà ta. Nhất định anh phải tìm cho ra thân thế thực sự của bà ta. Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ái đã vụt bay.